Báo cáo các bác là các bác cái đôi loa này em đã test cho bác rồi. Đôi loa này cái đường kính chóa ngang tổng nó gần 30. Còn là bát bên trong của nó là bát 20. Đôi loa này loa thương hiệu hãng đến từ Japan nhé. Loa Japan em đã giới thiệu có bản test âm thanh rồi. Loa tép lồng đồng trục. Con này có thể gắn trên ô tô tải, ô tô khách, ô tô con hoặc là các phòng nhà các bác có tụ có cái tủ đấy hoặc âm trần, cái tủ các bác có thể quét, các bác ép thẳng vào luôn. Bởi vì là chính vì con này nó đây này, nó đang được nằm củ loa nằm trơ ra ngoài, nó chưa có thùng cộng hưởng. Nhưng mà các bác á, yêu cầu em Tuấn hát karaoke thì hôm nay em sẽ test cho các bác nhé. Test cho các bác karaoke. Nhưng mà test karaoke thì bác phải biết rằng là khi không có thùng loa thì chất âm nó chỉ đạt khoảng độ 30-40% thôi. Còn có thùng loa thì nó mới lên 90 đến 100%, có nghĩa là chất âm nó cộng hưởng nó mới to lên được. Còn như bên ngoài đây. Sau đây bà Tuấn sẽ test cho bác, nhưng mà chất chất âm nó sẽ không được dày, không được dày, không được ấm. Đôi loa này khi các bác lắp vào trong âm trần nó sẽ ấm lắm. Âm trần hoặc là lắp vào trong loa xe ô tô, xe khách, xe tải các bác có thể đi hát karaoke. Và em đang ghép trên chiếc âm ly có mức giá là 680k. Âm ly này chạy được cả điện 12V này. Thẻ nhớ này, USB này, Bluetooth này, radio FM và hát karaoke luôn. Sau đây bà Tuấn sẽ test cho các bác. Các bác thấy không? Echo nó chất âm nó rất là tốt nên là hát của nó luôn là âm đi này hát rất hay. Sau đây mà tôi đã test với các bác vào bản test luôn. Đôi loa này có mức giá là 2 triệu 6 một đôi loa này. Âm đi 680. Mời các bác nhé. Các bác chơi hơi khó đấy. Bởi vì test loa nó không có thùng nên là công suất nó không được đạt. Nhưng mà thôi kệ, cứ test đi. Là người xa lạ. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, ôi còn đêm đắm cay đắng, đoạn đường ta đi còn dài lê thế, bởi nhiều đam mê xuôi bước chân quên về nên lỡ quên câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình. Về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời là chốn ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu hồi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết. Cuộc tình đôi ta anh nói như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, ôi đừng đến nắm tay còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé, quen trong đời còn có yêu xin hay là người lạ em.
Báo cáo bác là đôi loa nó không có thùng nên là cố lên công suất nó phá loa nên chỉ mở thế thôi. Mở bé thôi bác, mở to quá nó phá loa mất đấy. Vì khi loa thả vào trong thùng thì công suất nó phải tăng đến gấp đôi, gấp ba. Chào bác nhé. Đôi loa 2,6 triệu, âm ly 680.